Trước khi các bạn đang nghĩ ô cái chuyện vô bổ gì đang xảy ra thì mình hứa là không bao giờ đưa đến các bạn những cái thủ thuật mà không có giá trị gì cả. Nên lần này như tiêu đề các bạn thấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ cài đặt được một cái hệ điều hành giả lập Android ngay trên một chiếc máy Android và nó có giá trị sử dụng thật sự chứ không phải là để làm cho vui. Đọc tiêu đề thì các bạn không hiểu là để làm gì đúng không? Nhưng từ từ xem xong video sẽ rõ. Dù sao tiêu đề của video cũng đang là một video hướng dẫn thủ thuật nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn trước rồi nó sẽ làm được gì thì sau khi mình cài xong mình cho các bạn biết. Yêu cầu để thực hiện được cái thủ thuật lần này rất đơn giản, các bạn có một chiếc máy Android và chiếc điện thoại Android của bạn phải chạy Android 5.1 trở lên. Mình nghĩ cái này thì đơn giản vì phần lớn điện thoại trên thị trường thì đều là Android 6 trở lên rồi. Và giống như những ứng dụng khác thì mấy các bạn càng mạnh nó sẽ chạy càng mượt. Các bạn sẽ lên Google Play, chắc điện thoại Android này cũng có cái này đúng không? Các bạn tìm đến ứng dụng tên là Vmode, tìm một cái là ra và tiến hành cài đặt. Các bạn lười tìm thì bấm vào phần mô tả video sẽ thấy một đường link, click vào và tải về là xong. Sau khi tải xong thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ta-da, như vậy là xong, mình đã cài đặt xong cái ứng dụng Vmode này trên điện thoại của mình. Và các bạn sẽ tiến hành cấp quyền giống như là những ứng dụng khác, cấp đầy đủ quyền cho nó để hoạt động được. Rồi, chọn quyền vẽ ứng dụng khác, cấp quyền truy cập vị trí, cho phép truy cập bộ nhớ, cho phép ghi âm. Và trong bước đầu tiên thì nó sẽ download cái ROM và cái khởi tạo ROM trên chiếc điện thoại của bạn. Nên các bạn có một lần truyền mạnh một chút thì nó sẽ chạy nhanh. Còn đây thì hiện tại là chúng ta đang trong quá trình khởi tạo Vmode. Chiếc máy của bạn càng mạnh thì nó khởi tạo càng nhanh và sớm được trải nghiệm. Còn máy yếu quá thì nó sẽ chậm hơn. Yes, và như vậy là xong, chúng ta đã có một cái chiếc điện thoại mới hoàn toàn ngay trên cái điện thoại mình đang có. Đây, bước bên ngoài thì chúng ta đang có một cái điện thoại Pocophone F1 đang chạy MIUI. Nhưng vào bên trong cái ứng dụng chúng ta thì chúng ta đang có một chiếc điện thoại khác chạy gần như là thuần Google với những ứng dụng cơ bản. Cái hệ điều hành này nó đang hoạt động hoàn toàn tách biệt với chiếc máy của mình. Tới bước này thì mình sẽ giới thiệu các bạn những gì mà cái hệ điều hành này hoặc là phiên bản giả lập này nó có thể làm được. Chúng ta sẽ có nguyên một chiếc điện thoại Android ở đây để các bạn làm tất cả những thứ một chiếc điện thoại Android khác có thể làm được. Và hai thứ cái điện thoại Android này nó hoàn toàn tách biệt với nhau. Những gì các bạn làm bên trong cái hệ điều hành Vmode này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới chiếc máy bên ngoài của chúng ta. Và những gì chúng ta làm bên ngoài thì cũng không ảnh hưởng vào bên trong cái hệ điều hành này. Do vậy nên là những trải nghiệm này là hoàn toàn khác biệt. Thứ chúng ta làm được đầu tiên đó chính là giấu những ứng dụng chúng ta không muốn người khác biết hoặc những thứ mà chúng ta muốn riêng tư một chút bên trong cái ứng dụng này. Các bạn có quyền cài bất cứ cái ứng dụng gì có thể chạy từ Android 5.1 trở lên trên cái hệ điều hành này. Thứ hay ho thứ hai mà ứng dụng này có thể làm được đó chính là chúng ta có thể khởi tạo được quyền root ngay trên thiết bị của mình. Mình sẽ nhấn vào số phiên bản để mà kích hoạt cái chế độ nhạc phát triển. Sau khi trở thành nhạc phát triển thì các bạn quay trở lại vào tuyển chọn nhạc phát triển và bật quyền root lên. Như vậy là máy chúng ta đã được root. Đó là một phần cực kỳ hay bởi vì kiến thức về root trên điện thoại không phải là ai cũng có thể làm được. Không phải bất cứ chiếc máy nào cũng có thể dễ dàng root được, còn ảnh hưởng tới độ bền, bảo hành và nhiều thứ liên quan nữa khiến cho mọi người rất muốn root để mà can thiệp nhiều hơn vào chiếc điện thoại của mình nhưng không làm được. Có nhiều ứng dụng, nhiều tính năng hay ho các bạn muốn thử với một chiếc máy root nhưng lại không dám làm trên chiếc điện thoại chính của mình. Thì với ứng dụng Vmode này các bạn sẽ có thể làm được điều đó. Nếu các bạn dùng xong hoặc là sau khi cài app mà có vấn đề gì đó, nó bị crack, nó bị crash, có vấn đề trong cái app này, xóa đi, tải lại là xong. Không ảnh hưởng gì tới phần cứng hay bảo hành chiếc máy bên ngoài của chúng ta. Như vậy thì các bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời và thú vị hơn. Đó là những cái ứng dụng thực tế mà các bạn có thể sử dụng được với cái trình giả lập Android ngay trên chiếc điện thoại Android của mình. Nghe hơi buồn cười nhưng mà giá trị nó mang lại là hoàn toàn thực tiễn. Đối lại thì các bạn sẽ phải đánh đổi một vài thứ. Đó chính là việc chiếc máy sẽ lag hơn khi mà sử dụng hai hệ điều hành, hai chiếc điện thoại ngay trên một sản phẩm như thế này, bị hao tốn pin hơn, ảnh hưởng mạch hiệu năng. Và các bạn cũng chỉ nên làm một vài thứ đơn giản, nhẹ nhàng trên cái hệ điều hành này chứ không phải là tải PUBG hay trả thanh chính trên cái hệ điều hành này thì nó sẽ không thể gánh nổi. Thủ thuật hôm nay thì chỉ dừng lại ở đây thôi. Các bạn có bất cứ vấn đề gì trong quá trình cài đặt và sử dụng cái ứng dụng Vmode này thì để lại bên dưới phần bình luận của video. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mong rằng cái thủ thuật này hôm nay thật sự hữu ích. Các bạn đừng quên subscribe để mà xem được nhiều thủ thuật thú vị hơn trong tương lai nha. Xin chào và hẹn gặp lại.